Giờ các bạn xem Đức Anh đá một cưa quả cứa xoáy từ góc độ này để vào gôn. Khoảng cách này độ khoảng 18 m. Khi nào mà đây bóng đây. Khi nào mà vào thì thầy phải cầm phải quay, thầy phải đi quả này khó đấy. Quả này sút nếu cưa. Mà vào ấy, thì thầy ra tận kia thì quay nhá. Rồi cứa má ngoài chân phải. Từ đã. Đây là góc độ rất là khó. Xem Đức Anh có đủ trình độ về Đức Anh chưa chưa học cứa xoáy tốt. Chuẩn bị. Ok. Chưa vẩy máu ngoài giỏi à. Nhìn gôn. Ô vào. Ô vào. Ô quả đấy vào rồi. Quả đấy trúng được cái lô nhựa kia nên là nó đã nảy ra. Quả đấy đã vào rồi. Tuyệt vời. Quả đấy rất là nhẹ nhưng mà tuy là nó không mạnh thuyết phục lắm nhưng mà nó lăn từ từ như thế là cảm giác bóng của Đức Anh cũng là rất là tốt. Các bạn thấy rất là tốt không? Bây giờ Đức Anh thử ra đây sút một quả vào số 1 hoặc số 2 là tùy em nào. Bỏ mấy cái núm nhựa kia ra để cho nó sút nó dễ, không phải để bóng dịch sang bên này. Không, đây chỉ là khoảng cách khoảng 11 m thôi. Thử sút quả thứ hai xem video này có đẹp tuyệt vời không. Nếu mà sút được quả, em sút cái số mấy? Số 2 à? Rồi ngắm nghía đây. Đấy, kẻ chỉ đấy. Thấy không? Các bạn thấy Đức Anh đang căn ke không? Không hiểu chân có múa có tốt không mà tay cứ chỉ kinh thế. Quả này ra các bạn chuẩn bị cười nhá. Chuẩn bị cười Đức Anh này. Đức Anh sẽ có tự tập trung được không? Trêu Đức Anh sẽ Đức Anh tập trung không? Vào! Ui dồi! Thấy không? Tâm lý là một cái điều gì đó rất là quan trọng. Các cầu thủ tưởng chừng như là ngắm nghía, tưởng chừng rất là chuẩn nhưng mà các bạn thấy mà Đức Anh vẽ quả đấy không? Siêu chuẩn. Chắc là quả đấy em chưa tập trung không? Rồi, quả thứ hai. Quả thứ hai xem có siêu chuẩn không à? À, trượt này. Trượt này. Trượt. Wow, quả thứ hai tuyệt quá. Quả thứ hai trúng xà là được rồi. Gần nhưng mà gần cái góc này rồi. Rồi, ok. Thôi nhá, kết thúc video ở đây nhá. Mai chúng ta lại tập tiếp.